Chào quý anh chị nhà đầu tư, quay trở lại với video của kênh Điện thoại Tây Ninh. Hôm nay thì à, em đang đứng ở tại vị trí là xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh nghe quý anh chị. Thì à, từ khu vực của mình về ngay à, tòa thánh Tây Ninh chỉ khoảng 5 cây số. Và về à, trung tâm thành phố Tây Ninh là 5 cây số. Về à, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 75 cây. À, vị trí của mình là thuộc huyện à, Dương Minh Châu nghe quý anh chị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một cái miếng đất À, mặt tiền đường nhựa hiện trạng là 10m quy hoạch lộ giới là 30m đây là nhân vật chính của mình quý anh chị mặt tiền đường là 20m đấy trong vòng tay em chỉ và hậu đất xuống sẽ là 72m quý anh chị rất là dài luôn à, quý anh chị sẽ được nhìn từ cái con đường đó và qua, qua cái cọc phân ranh nha con đường mòn này là cái ranh giới đất của mình đấy mình sẽ qua đến cái cọc phân ranh cho quý anh chị xem thì uh, hiện tại của đất đang sử dụng là đất uh, lúa nước khác là LUK nghe quý anh chị. Uh, đất này thì lên thổ cư thoải mái luôn. Tại vì là nó là mặt tiền đường nhựa rồi. Và quy hoạch khu này là khu dân cư đất hồng nghe quý anh chị. Uh, đây là cái cột phân ranh nè, 20m của mình. Và hiện tại uh, người ta đang trồng mì trên miếng đất này. Được uh, uh, gắn hàng bét tự động hết. Chỉ cần uh, gắn ống và kéo con motor điện lên là nước sẽ tưới cây nha quý anh chị trước mặt của mình đây là một khu sưởng trồng và chế biến của trà tam lan một trong những cái hiệu trà lớn của tỉnh tây ninh nghe quý anh chị hiện tại thì trà tam lan xuất hiện khắp đất nước việt nam khu vực nào cũng hầu như cũng có tại vì sản phẩm cái dính kèm với thương hiệu rất là nổi tiếng và mang lại kết quả cho người dùng nha thì mình đang đất của mình nằm gần cái khu trồng trọt của Trà Tâm Lan Đây là đường điện nhà nước này của anh chị Khu vực này thì điện nước đầy đủ hết nha Và em sẽ đi sơ vào một khúc để chỉ cho anh chị là cái ranh phía cuối Ranh cuối đất của mình thì hiện tại là cái giường cao su đó anh chị Cái mặt hậu của mình nó sẽ là 24 m Gần 24 m thì tính ra miếng đất của mình ngày hôm nay là nở hậu Mặt tiền đường nhựa là 20 m còn cái vật hậu phía sau là 24 gần 24 m nở hậu đến 4 m quý anh chị bờ dài xuống của mình là 72 m tổng diện tích đất của mình ngày hôm nay nó sẽ là 1391 mét vuông đây là view núi bà Tây Ninh này quý anh chị thì uh, hiện tại đất của mình là hướng Tây Bắc đất phù hợp hướng làm măng luôn nha quý anh chị hoặc là xây nhà để ở một khu vực khó không gian rất là đẹp gió thổi vi vu và đối diện là một cơ sở sản xuất của trà Tâm Lan rất là lớn quý anh chị đi từ hướng này đâm thẳng thì sẽ về ngay xã ranh của xã Phan bên mình là xã Trà Là còn bên kia là xã Phan nghe quý anh chị một khu vực đông dân cư còn nếu mình đi ngược hướng này ra thì ra đường DT 784 một trong những đường lớn tuyến đường lớn của uh, huyện Như Minh Châu thì uh, bây giờ quý anh chị theo chân em để em dắt quý anh chị ra cái hướng uh, đường về đường DT784 nha Hiện trạng thì con đường này là đường à, nhựa 10m và quy hoạch lộ giới nó còn mở rất là rộng đến 30m của anh chị Bắt đầu từ khu vực này là nhà cửa rất là đông luôn nha Thì à, cái giá của bán của miếng đất ngày hôm nay sẽ là 67 triệu 1m Thì à, mình nhân 67 với 20m tiền sẽ ra là 1 tỷ 340 triệu Cái giá này thì à, chủ còn thương lượng nha quý anh chị Quý anh chị thấy gian bắt đầu đông rồi đấy thì với 1 tỷ 340 triệu còn thương lượng quý anh chị có thể sở hữu ngay một miếng đất nằm ở tại vị trí là xã Trà Là, huyện Như Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và cái phần mặt tiền đến 20 mét 20 mét mặt tiền đường nhựa hậu vào rất là dài à, và đất của mình thì hiện tại là nó còn thấp hơn mặt tiền đường một xíu thôi về thì mình nâng nền sơ lên nha một uh, khu vực nằm ở vị trí là nông thôn đông dân cư à, thì uh, quý anh chị có thể cân nhắc được cái uh, tầm tài chính của mình à, và ra quyết định để đi xem đất ngay nha. quý anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại là 098 1877 139 để em có thể dắt quý anh chị đi xem đất và gặp chính chủ. đây là khu vực à, ra à, tuyến đường dt 784 của anh chị. hai bên nhà cửa anh chị thấy rất là đông luôn nha. khu này rất là nhộn nhịp và không khí thổ nhượng ở đây rất là tốt nha quý anh chị không có khó, ô nhiễm khói bụi hay gì hết mình chạy hết tiếng đường này sẽ ra đụng ngay cây cầu dừa à, và chạy qua cây cầu dừa sẽ là khoảng hai cây số sẽ ra được đường DT 784 để về thẳng ủy ban nhân dân xã trà là luôn nha còn khu vực này thì đông dân là quý anh chị thấy ở trên hình rồi đấy một không gian rất là đẹp luôn ở rất là mát và đa phần thì quý anh chị thấy là nó gần kênh rạch đó làm cho không khí mình cũng đỡ bị ô nhiễm nè ngoài ra thì thoáng mát hơn thì trên đây là toàn thể thông tin mà em muốn giới thiệu với quý quý anh chị một miếng đất nằm ở tại vị trí là huyện như Minh châu ngày hôm nay về uh, chùa tòa thánh chỉ khoảng ba cây số thôi thì uh, nếu quý anh chị nào thấy được uh, miếng đất này tiềm năng và phù hợp với mình thì liên hệ với em qua số điện thoại là 098 1877 139 để em có thể dắt quý anh chị đi xem đất nha quý anh chị uh, đang xem kênh cũng không quên là ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh đồng thời uh, bật chuông thông báo để có thể nhận những video uh, về nhà và đất tại tây ninh mới nhất em là điện thoại tinh ninh xin kính chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video nhà bà đất tiếp theo xin trân trọng kính chào